sẽ giải câu đầu tiên là câu số 6 trong đề đi ha. Câu số 6. Rồi. Gọi T là mặt phẳng tiếp tuyến của cái mặt Z là bằng ln của x trừ đi 7y tại điểm 8, 7C. Rồi, ok ha. Bài toán kêu đó là cho điểm 14, 4A trên cái mặt phẳng tiếp tuyến này. Xác định A. Rồi, ok ha. Thì các bạn chú ý cho mình ha. Thì chắc chắn là chết là mình phải xác định được mặt phẳng tiếp tuyến chứ ha. Phẳng tiếp tuyến. Rồi, ok ha. Vậy thì trước hết là người ta cho cái điểm 8, 7C này. Đúng không? Người ta kêu mình là xác định tiếp tuyến tại cái điểm này. Thì trước hết là điểm 8, 7C này nó thuộc cái mặt Z bằng ln của x trừ đi 7y. Vậy thì mình sử dụng dữ kiện này để mình tìm C trước ha. Rồi, ok ha. Vậy mình xác định C trước. Thì mình có như sau ha. Mình thế vào 8, 7C. Đúng không? 8, 7C. Tức là Z nó bằng C. Chính là bằng. Mình thế x bằng 8, y bằng 7, Z bằng C vào ha. Ln8 trừ đi 7 nhân cho 7 là 49 à. Đó là mình được C. Rồi. Vậy thì về tiếp theo là mình xác định phương trình tiếp tuyến à. Về phương trình tiếp tuyến của mình. Thì trước hết mình sẽ chuyển tất cả cái này qua một vế chứ ha. Là mình được ln x trừ 7y trừ đi z bằng 0. Rồi. Bây giờ mình sẽ xác định phương trình tiếp tuyến ha. Thì nếu như các bạn quên thì phương trình tiếp tuyến của mình ha nó có dạng đó là ở fx đó, nhân cho x trừ x0 cộng fy nhân cho y trừ y0 cộng fz nhân cho z trừ z0 à. Rồi, vậy thì fx thì mình đặt cái hàm này là hàm fx à, thằng f à. Thì mình xác định fx à. Thì mình đạo hàm cái hàm f này theo nít thì mình có đó là fx của mình thì nó bằng đạo hàm của ln x thì nó sẽ là còn lại là 1x à. Rồi còn y với lại z này là hết à. Rồi. Còn fy thì fy của mình thì nó bằng trừ 7 ha. Rồi fz thì nó bằng trừ 1. Rồi ok ha, cái này thì dễ ha. Rồi vậy thì mình thế vào fx nhân cho x trừ x0. Rồi vậy thì mình fx mình xét là tại cái điểm 8, 7C này ha. Thì mình thế vào x bằng 8 đúng không? Vậy là 1 phần 8 nhân cho x trừ đi x0 là bằng 8. Rồi, cộng cho fy là bằng trừ 7. Nhân cho y trừ y0. Y0 của mình ở đây là bằng 7 luôn ha. Fz là bằng trừ 1. Nhân cho z trừ z0. Nhân cho z trừ đi cái z0 của mình là cái c là con số này ha. À, mình để đây là c đi ha và nó bằng 0. Đây cái này bằng 0 ha. À, vậy thì mình đã có được cái phương trình của tiếp tuyến rồi. Vậy thì nó kêu là cái điểm 14 4A này nó nằm trong cái tiếp tuyến này. Vậy có nghĩa là khi mình thế 14 4A vào đó, mình thế x bằng 14, y bằng 4, z bằng a vào thì nó thỏa mãn cái phương trình tiếp tuyến nào. Đó, vậy mình thế vào để mình tìm ra a. Rồi, mình bấm máy ha. Rồi, các bạn nhập y chang vào cho mình ha. 1 phần 8. Nhân cho x trừ 8. Thì cái x mà mình ở đây, mình thế là x bằng 14 vào ha. 14 trừ đi 8. Cộng trừ 7. Nhân cho y trừ 7. Y của mình là bằng 4 ha. 4 trừ 7. Cộng cho trừ 1. Và mình nhân cho z trừ c. Cái z của mình là a ha. Mình đặt đây là nít. Rồi cái c của mình. Thì mình đã tìm lúc nãy ha. Ln8 trừ 49. Coi ha. Thì mình nhập nó vào. Ln8 trừ đi 49. Rồi mình cho nguyên cái lượng này bằng 0. Rồi mình shift zone này mình tìm x ha. À, thì x này nó chính là cái a của mình luôn. Là khoảng trừ 25,17 ha. Đó, vậy thì mình suy ra được rồi. A của mình nó xấp xỉ trừ 25,17. Rồi mình check đáp án ha. Câu 6. Đó, trừ 25,17 đúng rồi ha. Đó. Vậy thì đây là cách của mình làm bài này ha.
Rồi mình phân tích lại bài toán một xíu ạ. Người ta gọi T là phương trình tiếp tuyến của cái mạch Z bằng LNX trừ 7Y tại cái điểm 8,7C này. Rồi, người ta kêu là biết rằng cái điểm 14, 4A nằm trên cái tiếp tuyến này. Tìm A. Vậy thì bước 1 thì mình sẽ tìm C. Đúng không? Tại vì cái điểm 8,7C này nó nằm trên cái mạch Z bằng LNX trừ đi 7Y. Rồi sau khi mình tìm được C thì mình xác định phương trình tiếp tuyến nào. Sau đó là mình sẽ thế cái điểm 14 4A này vào. Thì mình giải ra A. Rồi mình đến với lại câu số 8 đi. Cho hàm số F là bằng 13 12x mũ 3 cộng 19xy cộng 5y mũ 3. Dùng công thức xấp xỉ tuyến tính hoặc linear approximation để xấp xỉ cái giá trị của cái F 3.11 2.2 này. Biết rằng SI này nó gần con số 3.2, 3.2 này ha. Đó, thì người ta dùng cái con số 3 với con số 2 này. Để người ta xấp xỉ ha. Rồi. Vậy thì mình sẽ nhắc lại với bạn một xíu ha. Vậy thì cái công thức linear approximation của mình ha. Thì công thức của nó là gì? FSI. Đúng không? Nó xấp xỉ là fx0 a0 rồi cộng cho fx nhân cho x chữ x0 cộng fy nhân cho y chữ y0. Rồi vậy thì ở đây người ta chọn như sau. Người ta chọn x là bằng 3.11, y là bằng 2.2. ok, x bằng 3.11, y bằng 2.2. rồi vậy mình thế công thức vào ha. Fx0 y0 0 y0 người ta chọn x0 bằng 3, y0 bằng 2. Rồi. Rồi cộng cho fx nhân cho x chữ x0, x là bằng 3.11. x0 là bằng 3. Y là bằng 2.2. y0 là bằng 2. Rồi, thì mình còn là fx và fy. Thì fx thì các bạn xác định giúp mình là fx thì mình đạo hàm hàm f này theo nít thì mình được nó là 36 x bình phương, đúng không? Cộng 19y. Rồi, còn fy thì các bạn cũng làm tương tự ha. Thì mình thu được nó là 19x cộng 3 năm là 15y bình phương. Rồi, ok ha. Vậy thì mình xác định fx. Rồi, vậy thì cái fx của mình đúng không? 36 x bình phương cộng 19y. Thì bạn nhớ cho mình ha, cái fx của mình thì mình ghi đầy đủ nó ra, nó là fx tại điểm x0 y0 ha. Rồi fy này nó là cái fy tại cái điểm x0 y0. Ok ha. Vậy thì mình có fx là bằng 36 x bình phương cộng 19y. Thì mình xác định fx tại cái điểm x0 y0 ra ha. Thì nó là 36 x bình phương, mà cái x của mình ở đây nó là bằng 3 ha. À, cái x0 của mình là bằng 3. Đó, nhân cho 3 bình phương cộng cho 19y. Y của mình ở đây nó là bằng 2 ha. Đó là mình được 362. Là bằng 362 ha. Rồi cái fy thì là 19x cộng 15y bình. 19 nhân cho x, x là mình là bằng 3 cộng cho 15y bình. Y là bằng 2 ha. Y bình là 4. Rồi 117. Rồi vậy thì bạn bấm máy cái số đằng sau đây ha. Vậy thì nó là được là F32. F32 thì mình có hàm F rồi. Thì mình tính F32 dễ ha. Mình nhập cái hàm F này vào ha. 12x mũ 3 cộng 19x đi cộng 5y mũ 3. Rồi mình cho x là bằng 3, y là bằng 2. Đó là mình được con số này. Là F32 đây. Cộng với lại 362 nhân cho 3.11 trừ đi 3 là được 0.11 ha. Cộng 117 nhân cho 0.2 ha. Đó thì đây là các đáp án của mình ha. 541,22 à 541.22 ha. Mình check đáp án.
Đây, 541,22, ok ha. Thì bài này là một bài không quá khó ha. Mình chỉ áp dụng công thức xấp xỉ tuyến tính ở đây ha, là mình sẽ được đáp án này ha. Rồi, ok ha, mình qua câu số 9. Cho hàm số f là bằng x ln y cộng cho x bình phương nhân cho y trừ đi y và một cái điểm m, thì người ta kêu mình đó là bước 1 tìm tìm ray of change của hàm f theo hướng của vector v này. Rồi, ý thứ hai đó là xác định độ thay đổi lớn nhất của f tại điểm m. Rồi, ok ha. Vậy thì mình sẽ nhắc lại cho bạn công thức như sau ha. Để mình cần tìm độ thay đổi của hàm số f, đúng không? Theo hướng của một cái vector nào đó, vector u đi. Đúng không? Thì nó là bằng fx nhân cho u1 cộng fy nhân cho u2 cộng fz nhân cho u3 ha. Rồi, u1, u2, u3 nó là tọa độ của cái vector u này. Nhưng nó phải ở dạng vector đơn vị ha, đơn vị. Rồi, ok ha. Thì mình nhắc lại một xíu như vậy ha. Rồi, vậy thì mình sẽ áp dụng vào bài này. Thì mình làm như sau ha. Bạn xác định trước, bạn xác định cho mình fx, fy, fz trước ha. Vậy thì mình ghi đây, fx của mình nó bằng đạo hàm cái này theo x thì mình có nó là lnyz. Rồi mình cộng cho 2xy. Rồi, thế nào. Rồi, fy. Thì nó là bằng đạo hàm cái này theo đi thì mình có là x thì mình giữ nguyên. Lnyz thì nó là đạo hàm nó sẽ ra đó là z. Đúng không? Chia cho y rồi z với z bạn rút gọn đi ha, là còn lại đó là x chia y rồi cộng cho à mày theo đi là được x bình phương trừ đi z. Rồi tương tự ha, fz các bạn cũng tính thôi ha, được nó là mình tính được là x trên z rồi cái lượng cuối cùng thì trừ đi y. Rồi ok ha. Rồi còn vector u của mình là ở đây là trường hợp đây là vector v ha, thì vector v của mình mình ghi đâu đây ra ghi ở đây đi, vector v của mình nó là bằng 8 7 trừ 2 thì mình phải đưa nó về vector đơn vị ha, tức là mình lấy 8 mình chia cho căn 8 bình cộng 7 bình cộng trừ 2 bình. Rồi tương tự cái y cũng vậy ha, 7 chia cho căn 8 bình cộng 7 bình cộng trừ 2 bình. Rồi, tương tự cái z là trừ 2 rồi cũng chia cho căn luôn ha. Rồi, ok ha. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ áp dụng công thức thôi. Đạo hàm của hàm f theo vector v này thì nó là bằng fx. Rồi là như đây. Rồi mình thế cái điểm 6, 3, 5 này vào ha. 6, 3, 5. Mình bấm máy. Fx là lnyz. Y là bằng 3. Z là bằng 5 ha. Rồi, cộng cho 2x đi. 2x nhân cho y là 18 này. 2 nhân 18 là 36 ha. Còn đây là fx. Lấy fx này mình nhân cho cái u1, u1 của mình đó là 8 chia cho căn ha. 8 bình cộng 7 bình cộng với lại trừ 2 bình là 4 ha. Đó là mình được lượng đầu. Mình lấy cái này mình cũng làm tương tự luôn ha. Thì mình lấy an mình cộng cho. Rồi mình lấy tiếp theo đó là fy. X chia y, x chia y là 2. Cộng cho x bình phương là bằng 36 trừ đi z trừ đi 5. Rồi mình nhân cho 7 chia cho cái căn này ha. Rồi tiếp theo mình lấy cái này mình cộng tiếp ha. Fz là bằng x chia cho z là 6 phần 5. 6 phần 5 trừ đi y là trừ đi 3. Rồi mình nhân cho cái lượng này ha là trừ 2 chia cho căn.
Đây là đáp án của mình ha. 50.31 bài 2 ha. Đây. Câu A là được 50.31 bài 2. Không, đó là không câu B chứ à. Rồi up chen 50.31 bài 2. Rồi đó là câu A. Rồi còn câu B. Tìm hướng cái vector nào đó làm sao cho cái độ thay độ này nó là lớn nhất. Rồi vậy thì câu này là một câu cũng không quá khó ha. Thì như các bạn chú ý cho mình ha. Thì cái việc mà mình lấy fx, mình lấy fx nè nhân cho u1 cộng fy nhân cho u2 cộng fz nhân cho u3. Thì đây là việc mình lấy tích vô hướng à, tích vô hướng giữa vector fx, fy, fz. Là vector này mình nhân vô hướng ha. Với lại ở vector u1, u2, u3 ha. Vậy thì làm sao để cái tích vô hướng này nó đạt giá trị lớn nhất được? Thì dễ ha. Thì tích vô hướng thì nó chính là bằng tích độ dài ha, bằng tích độ dài. Đây là độ dài của cái vector fx, fy, fz này thì người ta gọi tắt đó là vector gradient ha. Thì đây là vector u. Còn là vector gradient à, và vector u tích độ dài. Tích độ dài của gradient nhân độ dài của vector u nhân cho cos của cái góc hiệp giữa ha. Mình ha, độ dài của vector u thì vector u này là vector đơn vị nên nó bằng 1. Còn độ dài gradient này thì các bạn tính được ha, tính được. Rồi còn độ lớn của cos alpha thì nó luôn bé bằng 1. Vậy thì cái tích này nó luôn bé hơn hoặc bằng độ dài của vector gradient. Vậy thì để cái độ thay đổi này lớn nhất thì nó chính là bằng độ lớn của vector gradient, tức là độ lớn của cái vector fx, fy, fz à. Đó là độ lớn của vector này chính là đáp án của mình đó. Vậy thì khi là các bạn gặp cái dạng bài này thì các bạn thuộc luôn cho mình đó là để cái sự thay đổi là lớn nhất thì cái đáp án của mình nó chính là độ lớn của vector gradient. Vậy thì độ lớn của vector này thì nó là bằng căn bậc 2 của fx bình cộng fy bình cộng fz bình ha. Rồi, vậy thì cái fx thì bạn đã tính lúc nãy rồi nè, fy nè, fz nè, các bạn thế cái điểm 6 3 5 này vào. Bạn thế nó vào rồi bạn tính căn bậc 2 đi là được ha. Rồi, bấm máy thử ha. Fx là bằng, bấm nó lên ha. Phương cộng bình phương cộng bình phương ha. Rồi, fx của mình thì fx của mình nó là bằng ln của yz, ln y nhân z là bằng 15 cộng 2xy x là bằng 6, y là bằng 3 ha. 2 nhân 18 là bằng 36. Rồi, còn fy nó là bằng x chia y là 2 cộng cho x bình phương. X bình phương là bằng 36 trừ đi z, z là 5. Fz là bằng x chia z là 6 phần 5. Rồi, mình trừ đi y là trừ đi 3. Đó, thì đây đáp án của mình ha, 50.8974. 50.897 thay đổi nhỏ nhất thì nó là trừ của cái này ha. Trừ của cái độ lớn này là ok ha, là thay đổi nhỏ nhất. Đúng không? Khi có alpha bằng trừ 1 ha, thì hai vector này đối nhau. Đúng không? Thì đó là thay đổi nhỏ nhất ha. Đó, mình nói lại khúc này một xíu ha. Độ thay đổi lớn nhất nó chính là cộng grad. Còn độ thay đổi nhỏ nhất đó chính là trừ grad ha. Trừ grad thì nó xảy ra khi và chỉ khi cos alpha nó bằng trừ 1, tức là cái góc alpha của mình bằng 180 độ. Ok ha. Để lỡ nó không hỏi nó là thay đổi lớn nhất bằng bao nhiêu, nhưng mà nó hỏi nó là theo hướng vector nào, thì cái vector của mình nó chính là vector grad này ha. Đáp án của mình là vector grad này ha. Rồi, còn thay đổi nhỏ nhất thì nó chính là vector trừ grad ha. Ok ha, trừ grad. Còn nó hỏi là lớn nhất là bao nhiêu thì mình lấy độ lớn của vector grad ha. Còn nó hỏi thay đổi theo hướng của vector nào, thế là cộng trừ grad ha. Ok ha.
Rồi, ok ha, mình tiếp tục ha, câu số 10. À, cho G là hàm số thỏa mãn Gx, Gy. Rồi, sẽ cho hàm F theo hai ảnh RS ha. Rồi, cho mình tính FR và FS. Dạng bài này cũng không quá khó đâu ha. Thì bạn để ý cho mình ha, FR thì nó chính là GR. GR thì hàm G của mình theo hai ảnh X và Y. Rồi, X này theo R và S, Y cũng theo RS ha. Vậy thì bạn nhớ cho mình công thức thôi. GR thì nó là bằng GX nhân cho XR cộng GY nhân cho IR. Tương tự GS cũng vậy ha. À, để mình sẽ ghi ở bên đây luôn ha. Thì bạn chú ý cho mình ha. Mình ghi lại GR thì nó là bằng GX nhân cho XR cộng GY nhân cho IR. Tương tự GS GX nhân cho XS cộng GY nhân cho IS à. Thì đây là hai công thức đạo hàm của hàm hợp ha. Rồi ok ha. Rồi vậy thì mình áp số vào thôi. GX thì nó cho rồi bằng 4. GY thì nó cũng cho luôn bằng trừ 2. Đây cũng vậy luôn ha. 4 và trừ 2. Rồi bạn xác định XS và IS rồi và XR, IR. Thì cái X của mình thì bạn chú ý cho mình ha. X của mình thì nó chính là bằng RS. X là bằng RS. Y thì bằng R bình cộng S3. Rồi, vậy thì XR à, XR thì nó bằng cái gì? Nó bằng S. Rồi, IR thì nó bằng 2R. Rồi, vậy thì mình thế nó vào. Nó hỏi này nè. R bằng 2, S bằng chiều 4. Vậy thì XR của mình, S là bằng chiều 4 đúng không? XR bằng S là bằng chiều 4. IR thì nó bằng 2R. R bằng 2, vậy 2 nhân 2 là bằng 4. Đáp án của mình đây nó chính là bằng chiều 16, trừ đi 8 là chiều 24. Rồi, tương tự ha. Làm tương tự cho mình. XS thì X của mình nó bằng RS. Vậy thì XS của mình nó bằng R. IS của mình thì nó là bằng 3S bình. Rồi các bạn thế số vào. XS là bằng R. R là bằng 2. Vậy là bằng 2. IS là bằng 3S bình. S là bằng trừ 4. 3 nhân cho trừ 4 bình. Đó, rồi bạn bấm máy cái này ha. 8 là cái đằng sau là bằng 4 bình 16 nè. 16, 3 là 48. 48, 2 là 96. 96 có dấu trừ nữa. Trừ 96 đúng không? Cộng với 8 là trừ 88 à. Ok ha. Thì như bạn thấy bài này thì mình áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp là mình ra rồi ha. Thì GR thì nó chính là bằng GX nhân cho XR cộng GY nhân IR. Còn GS là bằng GX nhân cho XS cộng với lại GY nhân cho IS à. Rồi ok. Đó, mình thế số vào là được. Rồi, đó là câu số 10 ha. Mình đến với lại câu số 11. Rồi mình xóa cái này đi ha. Cho hàm fxy là bằng như đây. Rồi, xác định đạo hàm của hàm f theo ở nít tại cái điểm xy này. Rồi, ok ha. Câu này thì mình chỉ các bạn bấm máy ha. Thì bạn nhớ cho mình như sau ha. À, thì các bạn nhập d trên dx cho mình ha. Shift và bấm dấu tích phân này ha. Rồi, các bạn nhập vào sin của chữ 3x. Rồi, nhân cho cos của chữ xy. Chữ xy ha. À, chữ y rồi nó sẽ hỏi mình là x, bạn nhập cho mình như sau ha. Cái x của nó do nó hỏi mình d trên dx nên là x nó là ảnh, y nó là hằng số, thì bạn nhập x của mình là vào là bằng trừ 1.25 ha. Bạn bấm phím can đó, nó hỏi x bạn nhập bao nhiêu cũng được, nhập trừ 10 cũng được ha, không quan trọng. Rồi y ở đây bạn nhập cho đúng ha, trừ 0.75. Còn bấm phím Enter ha, đây là đáp án của mình ha, 1.11 ha. Rồi. Thì câu này các bạn có thể ngoài cái cách bấm máy mình có thể mình giãi tay cũng được ha, nhưng mà giãi tay nó sẽ dài ha.
Câu số 12. Cho đạo hàm bậc nhất của hàm số f tại điểm xi tại của hàm số fxi tại điểm m trừ 2 5. Tự cho lấy công thức này. DFM là bằng ADX cộng BDI. Bạn nhớ cho mình ha, A thì ở đây nó chính là bằng cái gì? FX tại điểm M. B nó chính là bằng FI tại điểm M ha, đơn giản vậy thôi. Rồi, vậy thì FX tại M và FI tại M thì mình có thể mình dùng Casio để mình bấm cho nhanh ha. Rồi, FX tại điểm M thì bạn nhập y chang như mình như hồi nãy ha. Bạn nhập cái hàm nó vào. F bình phương chia cho y cộng 2x. Rồi bạn cho x bằng bao nhiêu? Đây là x nó cho bằng trừ 2. Bấm phím can. Thế bạn nhập trừ 2 cũng được, nhập bao nhiêu cũng được ha. Y nhập cho đúng vào ha, là bằng 5. Đó, thì đây là trừ 12. Rồi còn Fi thì sao? Thì cũng dễ thôi ha. Fi thì bạn nhớ cho mình như sau. Cái nào có x thì bạn đổi thành y. Cái nào có y bạn đổi thành x ha. X này thì bạn đổi thành y. Y này các bạn đổi thành x. X này bạn đổi thành y. Đã hỏi tại điểm x bằng bao nhiêu? X là y thì y ở đây nó là bằng 5. Đúng không? Rồi bấm phím K nè, từ từ. Rồi, y ở đây thì nó là x. X đúng không? Y là x. X nó là y, y là bằng 5. Đó. Rồi ok ha, đã chưa 4. Nhớ à, đổi x cho y, y cho x. Rồi bạn nhớ nhập vào là được. Rồi, thì mình được A là bằng trừ 12, B bằng trừ 4. Rồi, ok ha. Rồi, thì mình dò câu 12 ha. Rồi, trừ 12, trừ 4, ok luôn. Rồi, câu số 14. Cho hàm f, xi và cho y bằng như đây. Khi đó, khi x bằng 1, y bằng 1 phần 3, xác định đạo hàm của hàm f theo hình x. Đây hàm f đây ha. Rồi thì y chang như những câu trên, mà cứ bấm với mình như vậy ha. D trên dx mà bạn nhập y chỉ đó mà x bình phương cộng cho x mũ trừ 3 nhân cho y bình phương. Rồi nó hỏi tại điểm x bằng bao nhiêu? X bằng 1. Mà bấm phím can ha. X bằng 1, y bằng trừ 3, y bằng 1 phần 3. Rồi, ok. Đó được đáp án này ha. Cái này là chắc là 5 phần 3 hay sao? 5 phần 3. 1,6 ha. Rồi, ok. Đúng rồi, 5 phần 3 ha. Thì câu A là ra được là 5 phần 3. Rồi, câu B. Tìm DF chia DX khi x bằng 1. Cái này mình chỉ với bạn ha. Thì các bạn chỉ biết các bạn thế y vào đây. À, thế cái như đây này, thế này vào y. Thì mình được cái hàm f mới ha. Là x bình phương cộng cho x mũ trừ 3 nhân cho y bình phương. Y của mình nó là bằng x bình phương chia cho 2x cộng 1. Rồi, các bạn nhập đạo hàm của hàm này. Đạo hàm tại x bằng 1 đúng không? Thì bạn Casio lão ra ha. Thế là bây giờ bạn cũng nhập y chang như cái hồi nãy đến giờ luôn. D trên D. Nhập x vào x bình phương cộng x mũ trừ 3 nhân cho phân số là x bình phương chia cho 2x cộng 1. Rồi tất cả cái này bình phương lên ha. Đó, tại điểm x bằng bao nhiêu? X bằng 1. Rồi ok ha. Thì mình được đó là 1,9629 ra được 1,9629. Đó, ok ha. Ở mấy câu này thì mình cũng chỉ làm mấy thôi, chứ mình chưa làm nhiều ha. Câu số 15. Đó, nó cho mình xác định vector gradient tại cái điểm 0 pi trên 2. Thì cái bạn nhớ cho mình ha, vector gradient thì tọa độ của nó thì nó chính là bằng fx và fy. Cái x của nó là bằng fx, cái y của nó là fy. Thì tọa độ đầu tiên của cái vector gradient thì nó chính là bằng fx tại cái điểm đó ha, 0 pi trên 2. Tương tự cái này là fy tại điểm 0 pi trên 2. Thì với hàm f này đã xác định fx và fy, thì như mình bấm trên hai câu này
Các bạn có thể bấm tương tự cho câu 15 này ha. Thì mình xin lấy đáp án cho nhanh luôn ha. 0 với lại 49 ha. Ok ha. Thì cái này đó, bấm tương tự hai câu trên là ok thôi ha. Thì mình xong những cái câu đến đạo hàm rồi ha. Bây giờ mình sẽ đến những cái câu liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ha, cực đại, cực tiểu ha. Mình đi từ trên xuống, câu số 5. Tìm giá trị lớn nhất đúng không? Trên hình vuông này. Rồi, ok ha. Sẽ làm con này ha. Rồi, thì nó kêu mình là tìm lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên cái hình vuông này ha, trên hình vuông này. Rồi vậy thì trước hết là mình sẽ tìm bên trong ruột của nó trước ha, bên trong ruột của nó trước. Thì cái trước hết, bước một các bạn xác định cho mình fx fy ha. Thì fx thì mình làm nhanh luôn ha, là bằng 2x trừ 7y, fy của mình là bằng trừ 7x cộng 3.2y ha. Rồi bây giờ mình sẽ giải fx bằng 0, fy bằng 0, mình ra được một điểm duy nhất là điểm 0,0 ha. Rồi, cái này các bạn có thể bấm máy là được ha. Rồi tiếp theo đó là mình xong bước 1, và bây giờ bước 2 mình làm trên cái hình vuông này. Thì mình xét cái hình vuông này ha, hình vuông này thì nó có bốn cạnh đúng không, đó là một đây, một đây ha. Rồi vậy thì mình sẽ xét trên từng đoạn phương trình. Thứ nhất đó là x bằng 1, rồi x bằng trừ 1, y bằng 1, y bằng trừ 1 ha. Bốn phương trình là được ha. Rồi mình sẽ xét trên cái đoạn phương trình đầu tiên ha. Thì mình ghi ở đây. X bằng 1 thì mình có như sau. Với x bằng 1 thì hàm f của mình nó bằng, thế x bằng 1 vào là được, nó là 3.4 ha. Mình 3.4. X bằng 1 trừ 7y cộng với lại 1.6y bình phương. Rồi điều kiện của y là từ trừ 1 đến 1 ha. Rồi vậy thì mình cần tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn này ha. Rồi, thì mình sẽ dùng Casio cho nhanh ha. Rồi mình sẽ chạy table 18. Mình nhập cái hàm nó vào 1.6 x bình phương trừ 7y cộng với lại 3.4. Đó. Rồi x chạy từ trừ 1 đến 1. Rồi bạn lấy cuối trừ đầu là 2, mình chia 19 nha. Đó là mình cứ nhìn nào. Này, nó là số này đúng không? Nó giảm dần, nó tăng lên lại. Thì lớn nhất của nó là khoảng 2,667 này. Đúng không? 2,667 này là 8 phần 3. Đúng không? Thì cái max của nó là 8 phần 3. Còn cái min của nó thì mình nhìn thử á. Nó giảm xuống đúng không? Nó là cũng khoảng cỡ 1,071 này nè. Ok ha. Thì cái này thì mình đã xong một cái cạnh đầu tiên là cạnh x bằng 1. Rồi. Tiếp theo đó là cạnh y bằng 1 ha, y bằng 1. Thì bạn cũng làm tương tự cho mình thôi ha. Được hàm f y bằng 1 thì mình được nó là cộng này lại là 4 nè. 4 y bằng 1 trừ 7x cộng với lại x bình phương. Mình nhập này vào Casio. X bình phương trừ 7x cộng với lại 4. Rồi ok ha. Lớn nhất nó là 12. Nó giảm dần. Âm luôn. Đó, âm 2 ha. Lớn nhất là 12. Min của nó là âm 2. Thì cái này là các bạn xét tương tự cho mình hai cạnh còn lại ha. Cạnh x bằng trừ 1 và cạnh y bằng trừ 1. Và từ đó bạn có các cái min max đó là bạn so sánh ha. Cái này mình tính ra luôn đi. F này nó bằng 2.4 luôn ha. Thì bạn so sánh các cái giá trị này để bạn kết luận được min max ha. Thì mình sẽ lấy đáp án cho nhanh luôn nè. Câu số 5. Min là bằng 12 và max, max bằng 12 và min bằng trừ 2. Đó, cũng chính là cái điểm này luôn nè. Đó. Vậy thì cái max của nó là bằng 12, cái min của nó bằng trừ 2 ha. Đó. Thì các bạn làm tương tự cho cái cạnh x bằng trừ 1 và cạnh y bằng trừ 1 ha.
bạn so sánh các cái min max với nhau để bạn đưa ra kết luận được cái nào lớn nhất, cái nào nhỏ nhất ha. Ok ha, đó là câu số 5. Rồi, câu số 7 này. Rồi thì nó cho một cái công ty có cái phương trình sản xuất này ha. Nó kêu tìm XI để được lợi nhuận lớn nhất. Rồi thì đây là phương trình lợi nhuận của nó. Vậy thì mình chỉ biết mình giải cái hệ Rx bằng 0, Ry bằng 0 là được ha. Rồi Rx của mình thì các bạn đạo hàm nó ra 131 trừ 10X đúng không? 131 trừ 10X trừ Y bằng 0. Ry thì 128. Ry ha, trừ 14Y trừ đi X bằng 0. Rồi các bạn giải cái hệ này là được. Ha, hệ này hệ bậc nhất, bấm máy được. Rồi, trừ 10X trừ 1Y bằng trừ 131. Và tương tự ha, trừ 1X trừ 14Y trừ 128. Đó. Đây là x0 và y0 của mình ha. Rồi mình dò đáp án ha. Đây là câu số như đây. Câu số 7 ha. Rồi ok ha, chắc là đúng rồi. Đó, thì mình giải ra đây ha. X của mình thì nó là bằng 12.27 12.273. Là x0. Rồi. y0 của mình nó là 8 chấm bao nhiêu đó? 8.26 à, 8.266. Đó, ok ha. Đó, vậy thì để thu được lợi nhuận lớn nhất thì mình chỉ việc mình giải cái hệ Rx bằng 0 và Ry bằng 0. Và chẳng hạn như hệ này mà nó có nhiều nghiệm thì bạn phải thế nó vào cái hàm lợi nhuận để bạn kiểm tra xem cái nào lớn nhất. Còn nếu như nó chỉ có một nghiệm duy nhất như thế này thôi thì đây chính là đáp án của mình luôn ha. Ok ha. Câu số 7. Rồi. Đó, vậy thì là mình xong hai câu liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đến với những câu liên quan đến tích phân kép ha. Tích phân kép. Rồi, câu số 2. Xác định tích phân kép Y là bằng tích phân kép của 3.5X DA khi D là miền trong góc phần tư thứ ba, góc phần tư thứ ba giới hạn bởi hai đường tròn này. Đây thì hai đường tròn này thì mình dễ dàng mình suy ra được là R của mình, và mình có hai đại lượng ha, R và phi. R của mình sẽ chạy từ 1.4 cho đến 4 ha, rõ ràng luôn. Còn cái phi của mình là góc phần tư thứ ba, thì có góc phần tư thứ nhất nè, thứ hai, thứ ba ở đây ha. Thì góc phần tư thứ ba của mình có cái phi nó sẽ chạy từ đây đúng không, nó chạy xuống dưới đây thì ở ngang ở chỗ này nó là pi ha, pi. Rồi dưới đây nó là 3π/2 ha. Vậy thì cái phi của mình chạy từ pi cho đến 3π/2. Rồi vậy thì cái tích phân của mình nó chính là bằng tích phân, rồi tích phân đây ha, r dr d phi. Rồi 3.5x x của mình trong cái tích phân kép mà sử dụng tọa độ cực thì x của mình nó là bằng r cos phi ha, r cos phi. Rồi mình sẽ đặt cái cạnh nào ha. Rồi ở bên ngoài là cạnh phi thì chạy từ pi cho đến 3π/2, r thì chạy từ 1.4 đến 4. Rồi thì bạn chú ý cho mình ha, cái cạnh bên trong của mình là dr, tức là theo hình r. Vậy thì cái thằng cos phi này mình có thể đưa ra khỏi tích phân bởi vì nó là hằng số ha. Thì mình sẽ viết lại nó một xíu ha. Thì nó là bằng tích phân từ pi đến 3π/2, đưa cái cos phi này ra ngoài, đây là cos phi, và mình nhân cho cái tích phân bên trong ha, 1.4 đến 4, 3.5 r bình phương dr. Rồi cái này d phi. Rồi thì cái lượng bên trong mình bấm máy được ha. Tích phân từ, mình xóa đi, phân từ 1.4 đến 4 của 3.5 r bình, 3.5 x bình phương ha. Đó. Rồi bạn lấy tích phân
từ pi đến 3 pi chia 2 ha. Của cái gì? Của cái thằng này nhân cho cái thằng cos phi ha. Cos x. Rồi. Thì đây chính là đáp án của mình ha, trừ 71.465 ha. Ok ha. Ờ, thì như vậy để ý cho mình ha, cái tích phân kép mà trong điểm liền của mình đó là đường tròn, thì thứ nhất đó là mình xác định r, xác định r, mình xác định phi, rồi sau đó là mình thế vào công thức ha, thì x của mình là bằng r cos phi, y là bằng r sin phi, rồi sau đó là nhân thêm cái lượng r dr d phi nữa ha. Ok ha, đó là câu số 2. Rồi mình đến với lại câu số 3 ha. Xác định x phân kép y là bằng 5x cộng 5y với d là tam giác này ha. Rồi những cái bài mình tam giác này thì bạn vẽ cái tam giác ra ha, thì tam giác của mình là a đây đúng không, mình vẽ nó ra ha, x bằng 4, y bằng 1, đây là a 41, b là 43 ha, 3 43 b 43, rồi c là 55, 55 cái trên c này là 55 à. Rồi mình vẽ nối nó lại ha, nối a b c lại, đây là a b nè, b c nè, là a c. Rồi tính tích phân kép trên miền d của cái thằng này ha, thì chắc chắn rồi, bài này là mình sẽ sử dụng phương pháp chiếu projection method ha. Rồi vậy thì mình cần chọn cái hướng nó chiếu lên, mình xem nó chiếu lên trục OI hay là trục OX thì nó sẽ dễ hơn à. Rồi vậy thì theo mình thấy ha, bài này mình chiếu lên trục OX thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì sao? Thứ nhất là mình có đường bên trên là đường màu đỏ này, là mình tô màu khác à. Như bạn thấy mình có đường bên trên là đường xanh lá, đường bên dưới nó là đường chéo đó, rồi cái x của mình đúng không, nó chạy từ 4 đến 5 ha. Đó là mình hình dung được như vậy rồi ha. Vậy thì mình sẽ làm như sau, thì mình viết phương trình của các cái đoạn ha, đoạn ở bên trên đoạn BC, phương trình của đoạn BC, rồi thì nó đi qua điểm 43 à điểm 55 ha, thì mình sẽ thắt nó là y bằng ax cộng b đó. Rồi bạn thế cái điểm 43 với 55 vào bạn giải ha, rồi mình bấm vào mod 912. Rồi mình thế điểm 43 vào, 43 là 4a cộng b bằng 3. Rồi mình thế điểm 55 vào, 5a cộng b bằng 5. Đó là a bằng 2 và b bằng -5. Thì đoạn BC của mình nó sẽ có dạng nó là 2x -5. Rồi mình sẽ làm tương tự cho đoạn AC ha. Y bằng ax cộng b. Rồi vậy thì cũng tương tự thôi, đó là mình thế cái điểm đầu là 41 ha, đây là 1, đó là mình được 4 và trừ 15, 4x trừ 15 ha. Rồi ok, vậy thì cái tích phân của mình nó chính là bằng, rồi ok ha, vậy thì cái trận x của mình thì nó chạy từ 4 đến 5, đấy. Trận của y của mình thì nó chạy từ đường dưới đến đường trên, đường dưới là đoạn AC đó, 4x trừ 15, đường trên nó là 2x trừ 5, và hàm của mình là 5x cộng 5y. Thì bạn có thể đơn giản là việc bạn đưa 5 ra ngoài đi ha. Rồi lấy kết quả này mình nhân 5 là được ha, x cộng y dy dx ha. Rồi vậy thì bây giờ mình cần tính cái tích phân bên trong trước, rồi sau đó mình sẽ tính ra cái bên ngoài ha. Vậy thì cái này nó là bằng cái gì? Ở đây ha, thì các bạn chú ý cho mình như sau. Cái tích phân từ 4x trừ 15 cho đến 2x trừ 5 của thằng x cộng y dy. Còn cái này dy nên là mình nguyên hàm này theo ở đi, mình được đó là xy.
cộng với lại y bình phương chia cho 2. Và mình thế hai cạnh vào, cạnh trên, cạnh dưới. Rồi, sau đó là mình sẽ thế hai cạnh này vào ha. Khi mà mình thế cạnh trên vào thì mình rõ là x nhân cho 2x trừ 5 cộng với lại y bình phương chia 2, tức là mình thế cái y là bằng 2x trừ 5 ha. 2x trừ 5 bình phương chia 2 là lượng đầu, rồi mình trừ đi lượng sau. Mình thế cái y ở đây là bằng 4x trừ 15 cộng cho 4x trừ 15 chia cho 2 ha, bình phương. Rồi, sau khi mình tính được cái tích phân bên trong rồi, mình bấm máy thôi. Đó chính là bằng tích phân từ 4 đến 5 của hàm bên trong ha. Tích phân từ 4 đến 5 của cái hàm bên trong. Hàm bên trong của mình nó chính là hàm này ha. X nhân cho 2x trừ 5 cộng cho 2x trừ 5 chia 2 bình phương chia 2 ha. Rồi, trừ đi, mình làm tương tự rồi ha. X nhân cho 4x trừ 5 4x trừ 15 và 4x trừ 15. Rồi, cộng cho 4x trừ 15 bình phương chia 2 ha. Rồi, ok ha, mình bấm phím bằng ha. Rồi, đáp án của mình là như này, mình nhân cho 5 nữa. Rồi, mình được đáp án ha, 110 phần 3 ha. Đó, 110 phần 3 ha. Ok ha. Bài này là một bài sử dụng phương pháp chiếu cũng đơn giản thôi ha. Rồi. Đó, mình còn câu số 13 và câu số 16 nữa là xong ha. Từ trên đây mình còn câu 4 nữa ha. Câu số 4. Theo như sau. Cho D là cái miền bị giới hạn bởi các cái đường này. Tìm total electric charge chắc chắn rồi là tính tính phân kép trên miền D của cái thằng sigma này ha, sigma x đi, là tức là của cái thằng x cộng 4 này ha. Rồi, vậy thì trước hết là mình vẽ miền D ra trước ha. Y bằng 4 căn x. Rồi, ok ha. Thì cái này nó chắc chắn đó là cái parabola nó đi qua những cái điểm nào, đó là x bằng 1, y bằng 4, bằng 1, y bằng 4, x bằng 2, lấy x bằng 4 đi, x bằng 4, y bằng 8 à. Rồi ok ha. Đó, vậy thì mình sẽ vẽ nó đi ra này ha. Đó, đó là một phần parabola nhưng mà theo trục ox ha, nhớ ha. Y bằng 4 căn x là parabol theo trục ox. À, mình chỉ lấy cái nửa trên này thôi ha. Đây là y bằng 4 căn x. Và đi qua điểm 1, 4 này ha. Rồi. Theo là x bằng 4. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. X bằng 4. Tiếp theo nó là y bằng 1. Y bằng 1. Đây ha. Rồi, vậy thì nó giới hạn bởi phần nào đây? Thứ nhất đó là y bằng 4 căn x là cái đường màu xanh lá này, mình tô lại. X bằng 4, y bằng 1. Đó, vậy chắc chắn là cái phần này ha. Rồi, về phần này thì người ta kêu mình tính tích phân trên miền này. Rồi, vậy thì mình cần xác định xem là tại y bằng 1 thì x bằng bao nhiêu. Y bằng 1 là 1 phần 4 ha. X bằng 1 phần 16. Rồi, vậy thì trong cái hình này thì x của mình nó sẽ chạy từ 1 phần 16 cho đến 4. Cái y của mình thì nó chạy từ đường dưới đến đường trên. Đường dưới là y bằng 1. Đường trên nó là 4 căn x. Xong. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ áp dụng công thức thôi ha. Thì tích phân kép này nó chính là bằng tích phân từ x chạy từ 1 phần 16 cho đến 4. Để x, y thì chạy từ 1 cho đến 4 căn x của cái thằng x cộng 4 dy ha. Vậy thì mình cần nguyên hàm cái
tính cái nguyên hạt, tính cái lượng tích phân bên trong trước ha, rồi sau mình mới thể ra ngoài ha. Rồi vậy thì cái này mình sẽ làm trên Casio cho nhanh luôn nè. Tích phân từ 1 phần 16 cho đến 4. Ha, rồi. Tiếp theo đó là cái thằng bên trong. Thì thằng bên trong của mình thì mình nguyên hàm cái này lên là thành x cộng 4 nhân cho y đúng không? X cộng 4 nhân cho y. Rồi mình thấy cạnh trên trừ cạnh dưới luôn. Ha. Tại vì mình có thể mình đặt x cộng 4 ra ngoài để mình để chung được mà. Đúng không? Lấy cạnh trên là 4 căn x, dưới nó là trừ đi 1. Không, à, ha. À, thì đây đáp án của mình ha. 112,617. Còn bạn nào làm không nhanh thì bạn phải làm từ từ ha. Bạn tính nguyên hàm ở bên trong trước nè. Rồi bạn thế cạnh trên, rồi bạn thế cạnh dưới vào. Rồi sau đó các bạn bấm máy ha. Cũng được ha. Rồi, ok ha. Đó là câu số 4. Thì câu này mình cần phải vẽ cái hình ra nè. Để mình xem cái miền dê của mình nó là cái gì ha. Mình đến với lại câu số 13 ha. Rồi. Tính tích phân kép này, đít miền dê là miền thỏa mãn. X cộng y tất cả bình bé bằng 1, đường tròn tâm R bằng 1. Tâm O ha. Rồi. X lớn hơn là bằng y, bạn vẽ đường thẳng ra. Vẽ cái đường thẳng y bằng x này ra ha, y bằng x. Vậy thì cái phần nào mà x lớn hơn hoặc bằng y thì bạn rất là dễ ha, bạn thấy đó là x bằng 1, y bằng 0, thỏa mãn không? Thỏa mãn. Đấy thì cái phần 1 0 này nó thuộc cái phần mình cần, đấy chính là nó chính là nửa bên dưới đây ha, nửa bên dưới của đường thẳng này đó, cái phần y bé bằng x à. Tiếp theo đó là y lớn hơn là bằng 0, y lớn hơn là bằng 0, vậy thì đường y bằng 0. Mình đổi màu một xíu. Y lớn hơn là bằng 0, đúng không? Là phần bên trên đây. Đó, vậy thì hai phần nó giao nhau là phần mình tô màu xanh lá đây đi ha. Đó, nó chính là cái phần màu xanh lá này ha. Đó. Thì phần xanh lá này thì nó như thế nào? Bạn nhận xét cho mình phần xanh lá này ha. R với phi của nó. R của mình thì chạy chắc chắn từ 0 đến 1 rồi. Cái này dễ. Phi của mình, phần xanh lá này thì nó đi từ 0 cho đến vị trí 4. Rồi, xong. Thì đến đây mình áp dụng công thức của tích phân kép là được ha. Vậy thì y của mình nó là bằng tích phân phi là chạy từ 0 đến pi trừ 4. R là đi từ 0 đến 1. Rồi mình nhập cái hàm này vào. X bình cộng y bình là r bình cộng 4 cộng với x là r của phi. Rồi, nhân nguyên lượng này nhân cho r, à, dr d phi. Rồi xong. Đó, bây giờ mình tính cái tích phân này là được ha. Rồi, thì mình tách nó thành hai cái tích phân riêng, phân từ 0 đến pi chia 4, tích phân từ 0 đến 1 căn của r bình cộng 4, mình nhân phân phối vào ha, nhân cho r. Nguyên lượng này dr d phi bằng lượng đầu. Rồi mình cộng với lượng sau ha. 0 đến pi chia 4. Phân từ 0 đến 1. R bình cos phi. Rồi thì cos phi mình đưa nó ra khỏi cái tích phân sau đi ha. Cho dễ. Rồi R bình R d phi. Rồi vậy thì bây giờ mình tính lượng đầu và lượng sau ha. Lượng đầu thì mình bấm máy được. Đúng ha. Đó là tích phân từ. Mình bấm cái bên trong trước. 0 đến 1. Của căn bậc 2 của x bình cộng 4 cộng với nhân cho x. Đó là mình được lượng bên trong. Mình bấm tiếp tích phân từ 0 đến pi chia 4 của cái thằng này, đó là được thằng đầu, mình cộng cho thằng sau đi, mình bấm luôn nè. Phân từ thôi mình bấm cái thằng này đi ha, thằng này mình lưu ra ngoài đi, A đi ha, mình store vào A đi. Còn bấm thằng bên trong trước. Còn tích phân từ 0 đến 1. Và hai bây giờ mình bấm tích phân thứ hai nè, 0 đến 1 của R bình. R bình phương. Rồi. 0 đến pi trên 4.
ha, là cốt ít. Nhân cho A. Rồi, ok. Mình lấy thằng này mình cộng với thằng A ha, là được. Đây chính là đáp án của mình ha. Đáp chỉ 1,068. Rồi, ok ha. Thì đây là một bài tích phân kép liên quan đến tọa độ cực. Nhưng mà nó cũng khá đơn giản thôi ha. Rồi, tiếp tục. Câu 16. Cho miền D giới hạn bởi bốn đường này. Cho cái density function của nó là hàm hàm mật độ của nó ha, thì bài toán kêu là tính cái tổng cái lượng điện tích của cái này ha, và thì nó chính là tích phân kép thôi ha, trên bình D của cái thằng này, của thằng rho, vậy là bằng, thì mình lấy các cạnh thôi, x chạy từ 2 đến 5, y chạy từ 2 đến 3, 1 cộng y e mũ x với thằng này dy dx ha. Rồi vậy thì từ ha, để mình xem cái chỗ này một xíu ha. Vậy thì mình cần nguyên hàm cái thằng bên trong này theo ở đây ha. Theo ở đây thì mình nguyên hàm nó là được cái gì, y cộng cho y nhân e mũ x, thì e mũ x là hằng số mình đưa ra ngoài, y mình nguyên hàm lên là y bình chia 2, cả hai cạnh vào cạnh 3 và cạnh 2. Còn vậy thì mình bấm lên máy luôn ha. Thế cạnh 3 vào là mình được 3 cộng cho em x. Rồi mình cộng cho à, mình nhân cho ha. 3 bình chia 2 là 9 bình 2. Rồi mình thế cái thằng sau vào. Đây là thằng đầu ha. Mình thế thằng sau vào trừ cho 2 cộng cho em x nhân y bình phương chia 2 là 4 chia 2 ha. Hoặc là mình được thằng phân này. Rồi, tiếp theo là chưa xong ha. Rồi mình lấy nguyên thằng này. À, cái này mình có thể mình rút gọn xíu đi ha. Đây là 1 ha, còn lại là 1. Rồi mình trừ đi là 1 cộng với lại 5 phần 2 e mũ x. Rồi, mình bấm tiếp theo. Đó là tích phân từ 2 đến 5. Của cái thằng này là được ha. 1 cộng 5 em út chia 2 ha. 5 phần 2 em út. Ok ha. Thì mình được đáp án này ha. 355,56 mà. Đúng rồi nè. Đây ha. Rồi. Thì như bạn thấy bài này cũng không quá khó ha. Thì mình áp dụng cái công thức của tích phân kép và mình nhớ đó là cứ cái dạng bài nào kêu tính điện tích nè hoặc là tính những cái gì đó mà nó là lạ thì bạn biết ngay là mình sẽ sử dụng đến tích phân kép ha, đó chính là những cái ứng dụng của tích phân kép ha.